Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Dạ bữa hôm nay nhà mới về được một con đài cassette với mã model là Nationan RX5070, hàng nội địa Nhật về còn khá đẹp dạ. Như quý vị có thể thấy là dòng Nationan RX5070 được thiết kế rất là tinh tế và sắc sảo, mang tính chất thẩm mỹ rất là cao. Đặc biệt là hai loa bass tròn nổi ra ngoài, dạ nhìn rất là đẳng cấp. Em quay mặt phía trên của máy giờ. Giờ đây là nút chỉnh tông nhạc, ba lăng, volume và các chế độ chọn như là tab, radio và line in kết nối tới vị từ bên ngoài vào giờ. Đây là chọn chế độ mono và CT, đây là chọn là AM, FM. Radio của máy thì là full 1 là 8 luôn giờ, bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Từ bằng cái trước được thiết kế rất là cân đối. Đây là bên hông của máy. Đây là cán cầm còn rất sáng và đẹp. Và có cổng line in, line out đầy đủ dạ. Nguồn điện AC là 100V dạ, nguyên bản của Nhật về. Ở đây là phía sau của máy dạ. Đây là tem Nationan RX5070. AC là 100V dạ. Công suất là 15W. Made in Japan. Anten này dính theo máy luôn vậy, còn rất đẹp. Bên đây là nút toning để dò đài, AM, FM ở đây vậy. Một chiếc máy rất là cân đối và hài hòa, rất đáng để sở hữu vậy. Bây giờ em test lại cái phần mà radio và cassette này vậy. Còn line in thì chúng ta cứ cắm thiết bị từ bên ngoài vào nó hát bình thường vậy. Đây là em đang gọi chế độ radio, đây, radio ở trên đây. Họ cũng ra mắt trong cái khoảng thời gian này, cũng vào năm 2010. Và mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là sự khẳng định và lan tỏa tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết. Chúng tôi sớm thôi. Has been listed by CNN Travel as one of the 12 best places in the world to visit in autumn. Chơi. Radio để full 1 là 8 mà dạ, bắt được tất cả các đài luôn nha. Rất là nhiều đài. Có một cái không khí, cái cách thức tổ chức và cái hân hoan phấn khởi của đồng bào. Chúng tôi thấy là đây thực sự là hoạt động hết sức hữu ích. Qua đó càng thắt chặt cái tình đoàn kết giữa các dân tộc. Dịp này, ông Bùi Văn Cường và ông Y Thanh Hà Nia Đâm đã trao tặng kinh phí xây dựng hội trường cho thôn 10 xã E Tiêu và thôn 2 xã Chư E Vi, mỗi căn trị giá 300 triệu đồng, trao quà cho các thôn buôn, gia đình chính sách, người có uy tín tại huyện Chư Quynh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Quynh cũng trao kinh phí xây dựng 9 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại các xã. Lần đầu tiên, các nghi thức lễ hội truyền thống của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người cùng được tái hiện trong một không gian văn hóa cộng đồng, ấm cúng, tạo nên một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu. Tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, đang diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu năm 2023. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc. Tiếng trống và đặc biệt là chiếc chiêng tha, vật chủ độc nhất vô nhị của người Bro, kết nối giữa thế giới của dân làng với các thần linh trên cao đã góp phần làm sôi động hơn không khí của Lai Châu những ngày này. Màn trình diễn được nhóm đồng bào Bro từ Kon Tum mang tới là một trích đoạn của lễ hội mừng kho lúa hay lễ hội hết lúa tổ chức vào vụ thu hoạch tháng 11 hàng năm. ASEAN. Dạ vâng, cái phần mà radio hoạt động rất là tốt rồi dạ. Bây giờ em test cái phần băng cassette. Đây là cái nút mở băng ở đây. Bây giờ mình test một đoạn nhạc của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Phải em chọn chế độ băng ở dưới đây vậy. Đây chế độ băng. Phải em bấm play. Đây là volume em bấm. Cũng như lễ hội mừng kho lúa của người Bro. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Tình bất phân ly, tình vẫn như
đành nhu lòng tôi giá từ kỷ niệm cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi trong anh hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Như em yêu ơi một dòng thơ cũ vẫn còn trong anh một đời buồn đi. Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ, mười năm không gặp, mười năm nhớ. Đoạn đường dài tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, giờ còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu la. Một con đò sang sông, một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mênh mông. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về nên điều ngắm buồn. Gió khuya lạnh mấy hồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Hồn anh men rượu đắng, nghe chừng men rượu đắng niềm yêu. Bóng em chợt thoáng mờ hư ảo, đẹp giấc mơ tan sầu bao nhiêu. Đường về nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Từ nay xa mấy nữa, tuy em đã có chồng, dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Dạ vâng, máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng đời giọng. Quý vị là có nhu cầu về sở hữu là em có số điện thoại 0938303454. Dạ vâng, audio đặt gò vấp. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.